Hello. Good evening. Good evening. Nào, vẫn vấn đề cũ chưa để gửi bài. Đã hoàn thành hết chưa? Dạ, còn một bài. Từ hôm nọ đến giờ vẫn còn một bài. Thầy đã nhắn lên nhóm nhắc nhở rồi. Cũng chưa gửi từ mới cho thầy. Từ buổi đầu đến bây giờ. Lúc nào cũng để thầy nhắc. Một cái vấn đề rất là đơn giản thôi. Không có gì khó khăn cả. Học tập ở nhà có những cái gì, buổi trước thầy dặn người học những cái gì, làm những cái gì, làm chưa? Đó, thầy dặn học từ mới đã học chưa? Có những từ mới nào? Là job là nghề nghiệp, sếp là đầu bếp, Shelf. sếp là đầu bếp, Shelf. sếp Shelf. sếp Ông cuối. sếp Shelf. à sếp Ông cuối là âm gì? Shelf. sếp Chưa có ông cuối. sếp photographer là photographer là thợ chụp ảnh. Photographer. Photographer chụp ảnh. Mechanic là thợ sửa xe. Doctor Mechanic. là mechanic. 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 Doctor. 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 Diễn viên hay thầy con? Doctor. Doctor. Cái từ đấy con không biết nữa. Dạ không, con hỏi cái diễn viên đó thầy. Học rồi. Journalist là nhà báo. Journalist. Journalist. Jour. Chưa. Không có chua nha. Journalist. Journalist. Jour. Chưa. Jour. Chưa. Jour. Chưa. Chữ jour. Chưa. Journalist. 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 Lại chua rồi. Journalist. Journalist. Journalist.
Journalist. Journalist. Else? Secretary. 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 What does it mean? Secretary. Thư ký. Từ mới con học bây giờ con hỏi thầy là hết hay chưa? Còn từ nào nữa không? Dạ con Học biết bây giờ cái còn không nhớ. diễn viên Diễn viên bây giờ đi hỏi thầy học rồi. Thầy kiểm tra chứ thầy phải đi 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 đi, đi dạy lại từ đầu ạ. hả thầy Actress là gì? diễn viên Diễn viên gì? viên nữ Diễn viên nam. Diễn viên nam là gì? Dạ không nhớ. Học như thế đấy. Ngồi ra giữa màn hình. Actor. Actor. Now, today we will continue with unit 17. Now, task D. Which job in A do you like best and which is the worst? So, write the job next to the number. Here is the job in task A. Now, this is a number from 1 to 7. Number one is the least favorite, and number seven is favorite. Least favorite, what does it mean? Yeah, I don't know. Favorite. Là sở thích. Least, I don't know. Less, 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 least, a superlative of less, it is
Actor. Right. Thì cái nghề nghiệp mình thích nhất từ số 1 đến số 7. Nhìn vào đấy xem người ta vừa nói, thầy vừa nói xong là cái gì? Vừa nói xong list nghĩa là gì? Lá. Hả? Dạ lá. Sao lại lát hả? Ai có nghe thầy nói Ít don't like become a journalist? Yeah. Do you want to become a doctor? Yeah. Now, explain the reason for your order. For example, I would like to be a doctor because I think it's a difficult but important job. Now explain the reason.
Hát random là gì thầy? Explain, giải thích. Reason, lý do. Y một cái hay hết luôn thầy. Có hiểu yêu cầu đầu bài không? Là gì? Dạ, ghi một cái Ở đây có lý ai ghi biết từ ghi ở đấy không? Người ta nói là giải thích cái lý do vì sao mình sắp xếp công việc như thế. Difficult Những cái từ đơn giản đấy đến bây giờ cũng không biết nữa. Ngồi ra giữa. Khó khăn. Now explain the reason for your order. I like to be a doctor because it's a important job. Giống như thế kia, phải còn lấy cái lý do khác cơ mà. I like to be a doctor Because không có because. because I think it's the exciting job.
Exciting. Exciting. Nó bảo rồi đừng có cho một cái dấu gì khác vào đấy của thầy. Exciting là cái gì? Now, what does Shara tell to each place? Listen and write aloud in each box. Now, let's answer the question first. What are these places? A. It's bookshop. B. In room. Where? Ai trong Thì một kỹ ở đấy xem nó là cái gì? Phòng làm việc. Phòng làm việc là cái gì? Thì anh là cái gì? Office. Office. Không biết từ mới vào à? Từ nãy giờ ghi hết từ mới vào chưa? Store. Which store? Close store. Close shop. Store. D. Supermarket. E. Castle. 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 Elf. Hotel. G. Coffee. Where? Coffee shop. Coffee shop or cafe? Cafe is cafe. The place that they sell coffee, junk food, or lunch sandwiches. But coffee is a kind of drink. Understand? Yeah. What is this? What is that? Apply it. Apply it. What I said? Cafe là một cái tiệm phục vụ đồ ăn sáng, ăn trưa và các nước uống.
biệt là cà phê. Coffee is a Biệt là type of drink. coffee là thức uống chủ yếu. A kind of drink. Ngồi ra giữa. Ngồi hẳn ra. Dạ là một cái có phê là một cái thầy thầy đọc lại câu cuối. A kind of drink. Có phê là một cái thức uống tốt trong cái Cafe là nơi bán đồ uống, đồ ăn. Còn coffee là một loại đồ uống. Thế đừng có nhầm là I drink cafe nha. Tôi không uống cả quán cà phê nha. Thì I drink coffee nha. Eight. Rara. What? Rara. Number eight. What is this? Where is it? Rara. What does it mean? Bãi đậu xe. Bãi đỗ xe là gì? Rara. Hả? Rara. Tiếng Anh có từ đấy hả? Street. Street. Garage, không có gara ở đây nhá. Garage. Where Garage. Where Gar. Yeah. Garage. Yeah, Garage là cái chỗ để xe của nhà. Của cái nhà, ngôi nhà ấy, nhà chứ không phải bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe Street là gì? là street. Bãi đỗ xe. Street mà là bãi đỗ xe à? Street là gì? Dạ con đường. Đường phố. Đường phố. Cái bãi đỗ xe là gì? Ai trong Parking. Park hoặc là parking. Now this is Sarah. And this 70. is the thing that she put in each place. Now listen and write the letter of the place in the each things. Now listen. 17E. A day's work. Listen and look. There is one example. What did Sarah take to each place? What's the matter, Mum? I'm tired. There was something wrong with my computer this morning. I couldn't send any emails. I had to take some letters to another office in the town. It was a long walk. Oh dear. Can you see the letter B? Now you listen and write a letter in each box. You know my new dark blue jacket? Yes. I took it back to that little clothes shop before I went to work. After I washed it, it was light blue. I was very angry.
But the woman there was kind. She gave me my money back. Did you write any stories today? Yes. I took some good photos with my new camera too. I took it with me to the castle. A group of actors are making a film there. I asked them lots of questions. It was exciting. I saw Helen at lunchtime. I like her. She's funny. She is, isn't she? I needed to give her back her scarf. She left it in our car last Sunday. So I took it to the new cafe in High Street. We had a lovely meal there. I gave someone my umbrella today. Why? Well, I saw lots of people outside the supermarket. Dan Sun, the famous TV star, is making a new TV program about shopping there. I went inside to ask him some questions, but he was too busy to talk to me. Then it started to rain, so I gave it to him. I wanted to come home after that, but I had to take a map to a hotel first, the one where all the actors are staying. Why? Because one of the actors needed it. I found one in my favourite bookshop. He was very happy when I gave it to him. No. How about a map? It's in a hotel. Okay, an umbrella. A supermarket. A map. In hotel. Okay, quite good. Any questions for this? No. Now look at the picture and tell the story. What is Sarah's job? What is Sarah's job? Journalist. What? Journalist. A journalist. A journalist. A journalist. A journalist. Nhìn năm cuối của thầy làm gì? A journalist. Âm gì đây? Empty. A journalist. A journalist. What do journalists do? Is taking photo. What else? Write emails. Journalist mà write email à? Phỏng vấn là gì thầy? Write about important people and news stories. What does it mean? Write big by mọi người và important people. Okay.
Đấy vậy Bây giờ cái từ important cũng lại còn không biết nữa. Quan trọng. Nó quickly Rồi, à, phim này. translate À, viết về một người quan trọng. people Viết về quan trọng của mọi người. những người quan trọng Người quan trọng và viết câu chuyện mới. news Những câu chuyện mới. News, not new. Tin tức. News là tin tức, còn new mới là mới. Now, the story is called Sarah Talks to a Famous TV Star. So, John Clark, a famous TV star, is staying at the C Hotel, SEA Hotel. Sarah is standing outside the hotel. She wants to ask John some questions, but there are too many journalists and photographers there. So Sarah can't get near him. This is John Clark. Now, is Sarah near John Clark now? No. No, it is. Người hay vật mà trả lời là ít ở đây. Nào nhanh. Sarah đây là người hay vật? Nhân người. Cái người dùng từ ngữ là gì?
No, she isn't. No, she isn't. What is John Clark doing? He's going to hotel. Why is Sharon now? Sarah is in hotel. What is Sarah drinking? Sarah drinking coffee. Who is coming into the cafe? It's John Clark. Who is Sarah talking to now? It's John Clark. What do they think? What do you think they are talking now? What do you think they are talking now? I think what do you think they are talking now? So maybe he answering Sarah's question. What is Sarah doing now? Sarah is writing a new story. Cô đang viết hả? What can you read in the front page of the newspaper? I can read our journalist Sarah talked to John Clark. Number one, she is holding a newspaper. Now let's make a full story. This is your homework. And your homework, what is your dream job? Why? They give some reasons for choosing that job and write on your notebook or record a video. This is your homework. Về nhà hoàn thiện đầy đủ của thầy. Đừng để thầy nhắc vấn đề này nữa. Any questions for today? Không có câu hỏi gì, về nhà làm đúng đủ các yêu cầu về bài tập về nhà cho thầy ngay lập tức. Đừng có để thầy nhắc nữa. Từ giờ đến trước 20 giờ ngày mai mà thầy chưa nhận được là sẽ hơi mệt đấy. Thầy không nhắc nhiều vấn đề này đâu. Nhắc nửa tháng, một tháng nay rồi. Rõ chưa? We stop here. Goodbye. Bye. Bye.